Trang muội à. Cái gì đó sư huynh? Muội có biết được là huynh đã thương thương mến mến muội từ rất lâu rồi không hả? Ở lâu này huynh đã lờ là muội, hôm nay huynh sẽ bù đắp cho muội nha, bằng cách là huynh sẽ lột vỏ quýt cho muội ăn có được không hả? Chịu, lột lẻ lên. Được rồi, để huynh lột. Mặn lên. Huynh đã lột xong rồi, hãy đưa đứa bàn tay ngọc ngà của muội ra đi. Đưa đây, mau lên đi. Đây, muội có nhớ là huynh nói là lột vỏ quýt cho muội ăn không? Ừ, đây muội ăn lên. Đi. Huynh đi đây. Tạm biệt.